Xin chào, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một con người. Ông không chỉ là người giàu nhất Việt Nam mà ông còn là người có lý tưởng cao cả đưa Việt Nam vươn tầm thế giới. Và ông chính là Phạm Nhật Vượng. Chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu về ông Vượng trong video này các bạn nhé. Ông Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968 tại Hà Nội. Ông là con cả trong gia đình có 3 anh chị em. Em gái thứ hai là Phạm Lan Anh, còn em út là Phạm Nhật Vũ, người đã bị khởi tố vì tội đưa hối lộ khoảng 140 tỷ đồng. Cha ông Vượng là một quân nhân phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam, còn mẹ thì bán trà đá. Với gia đình không có gì nổi bật, chắc nhiều bạn sẽ tò mò không biết ông Vượng đã làm gì để trở thành người giàu nhất Việt Nam. Thì sự nghiệp của ông bắt đầu bằng việc học đại học tại trường Mỏ Địa Chất. Nhờ tố chất thông minh, học rất giỏi toán, ông đã được học bổng sang du học cũng tại một trường địa chất của Nga. Thế nhưng không yên vị với những gì mình đang có, khi đang du học, ông đã quyết định kinh doanh để kiếm tiền. Bắt đầu thì ông nhập áo ấm từ Việt Nam đưa sang Nga bán, công việc khá suôn sẻ, ông kiếm được nhiều tiền. Nhưng về sau, thị trường chuyển biến, ông thua lỗ và nhanh chóng phá sản. Ôm trong tay khoản nợ khoảng 40.000 USD những năm 1993. Sau khi tốt nghiệp đại học thì ông Vượng cưới bà Phạm Thu Hương, người hiện nay đang là phó chủ tịch Vingroup, sở hữu trong tay số tài sản khoảng 15.000 tỷ đồng. Nhưng đó là bây giờ, chứ lúc cưới thì hai vợ chồng vẫn đang còng lưng gánh số nợ to đùng kia. Trong giai đoạn này, Liên Xô vừa sụp đổ, các nước thành viên đang hỗn loạn vì vừa mới tách ra. Áp dụng kế thứ 7 trong binh pháp Tôn Tử, ông Vượng đã nhận thấy sự hỗn loạn của xã hội là cơ hội kiếm tiền của mình. Ông quyết định không về Việt Nam mà chuyển đến Ukraine khởi nghiệp một lần nữa. Lần này thì ông không bán áo mà liều mạng vay thêm số tiền khoảng hơn 2 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại với lãi suất cắt cổ gần 100% một năm để mở một nhà máy sản xuất mì ăn liền. Thế nhưng người ta nói cấm có sai, liều thì ăn nhiều. Sản phẩm của ông Vượng đã thành công vang dội, trở thành thương hiệu mì nổi tiếng nhất Ukraine lúc đó. Ông tiếp tục mở rộng hoạt động, tung ra nhiều sản phẩm hơn và lại tiếp tục thành công. Ông Vượng trở thành ông trùm trong ngành sản xuất mì ăn liền và đồ đóng hộp. Công ty Technocom này của Vượng đã được bán lại với giá khoảng hơn 3.000 tỷ vào năm 2010. Với số tiền khổng lồ kiếm được, ông Vượng mang hết về đầu tư tại Việt Nam. Bắt đầu ông đổ tiền và quy hoạch lại những hòn đảo hoang sơ ở Nha Trang, biến nó thành khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất trong nước, thuộc sự quản lý của công ty Vinpearl Resort Nha Trang. Ông lại tiếp tục thành lập công ty Vincom, xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại hiện đại đầu tiên tại Hà Nội, chính là Vincom Center Bà Triệu. Các công ty đều gặt hái được nhiều thành công, ông Vượng đã cho sáp nhập Vincom và Vinpearl lại thành tập đoàn Vingroup. Sau đó thì thành lập nhiều công ty nữa cũng thuộc tập đoàn này. Các công ty của ông Vượng với hàng nghìn chi nhánh phủ sóng khắp từ Bắc tới Nam với đa dạng các lĩnh vực từ bất động sản, du lịch, điện thoại, ô tô, bán lẻ, thương mại trực tuyến, ví điện tử, trung tâm thương mại cho đến bệnh viện, trường học, trường đại học và thậm chí là cả nông nghiệp. Người ta có câu miêu tả một gia đình thượng lưu ở Việt Nam, đó là đi xe VinFast, ở nhà Vinhome, học trường Vinschool, đi chợ ở Vinmart, chăm sóc sức khỏe ở Vinmec và nghỉ dưỡng ở Vinpearl. Dẫu rất nhiều mảng thì Vinhome vẫn là công ty thành công nhất, là con gà đẻ trứng vàng nuôi sống cả tập đoàn Vingroup. Trong khi đó, VinFast lại trở thành cục nợ lớn nhất của tập đoàn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, công ty này đã mang về khoản lợi nhuận âm 11.000 tỷ đồng. Tại sao lỗ nặng như vậy mà ông Vượng không bỏ nó đi? Thì ông chia sẻ rằng lý tưởng của ông là sẽ sản xuất ra những chiếc ô tô hoàn chỉnh đầu tiên của người Việt Nam, nhưng mang chất lượng quốc tế và sẽ đưa nó ra thế giới. Để làm điều này, Thiếu Vượng sẽ phải tiếp tục đốt cả núi tiền của mình để thực hiện hóa giấc mơ. Vì lĩnh vực công nghệ mà bắt đầu không chịu lỗ để chiếm lòng tin của khách hàng thì sẽ rất khó để chiếm được thị phần. Mặc dù mình không thích các tỷ phú giàu lên từ bất động sản, nhưng ông Vượng đã lấy tiền bất động sản để đưa sang công nghệ thì đó vẫn là hành động đáng khâm phục. Biết lỗ mà vẫn làm vì tinh thần Việt Nam, rất hiếm có những người như vậy. Nói về niềm tự hào Việt Nam thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng là người đã chỉ định nhà thầu Cotecon, công ty xây dựng của Việt Nam, để xây tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81, dù công ty này chưa có kinh nghiệm xây tòa nhà nào cao như vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc ông phải vừa thử nghiệm vừa phải chấp nhận cái giá cao hơn rất nhiều so với các tập đoàn lớn dày kinh nghiệm của nước ngoài. Thế nhưng cuối cùng thì người Việt cũng có thể tự hào với tòa nhà cao nhất Việt Nam do chính người Việt xây dựng. Hiện nay tài sản của ông Vượng là 7 tỷ đô, tương đương 160.000 tỷ.
Có nghĩa là nếu mỗi ngày bạn phải tiêu hết 1 tỷ thì cũng phải mất 441 năm để tiêu hết số tiền này, tương đương với việc tiêu từ thời đầu Chúa Nguyễn cho đến ngày nay. Với độ giàu khủng khiếp của mình, ông Vượng và tập đoàn đã chi rất nhiều cho hoạt động từ thiện, ủng hộ chính phủ chống đại dịch COVID-19 và lũ lụt với số tiền hàng nghìn tỷ. Mới đây nhất, Vingroup của Vượng lại vừa khiến cả thế giới ngạc nhiên khi giới thiệu hai mẫu xe điện mới nhất tại triển lãm ô tô Los Angeles và thuê những YouTuber hàng đầu trong giới ô tô đến để tham dự sự kiện. Vin dự tính sẽ mở 50 cửa hàng trên đất Mỹ vào năm sau. Nhiều người rất vui và tự hào, nhưng nhiều người lại chê bai và cho rằng rồi cũng sẽ sớm thất bại thôi. Việt Nam có làm nên hồn cái gì đâu. Thậm chí sẽ có người nói rằng thằng admin kiến thức thú vị lại ăn tiền Vingroup để nói thế này. Không sao cả, dù sao thì chữ V viết tắt của Vin và Việt Nam cũng đang ngày càng được thế giới chú ý. Còn thất bại hay không thì cứ chờ xem sao. Thành công thì càng tốt và thất bại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta. Tội gì chúng ta phải sân si, đố kỵ. Cảm ơn ông Vượng, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.